Mấy hôm nay xe về liên tục để phục vụ anh chị. Rondo GTH 2016 nè anh chị. Nissan Terra này cũng mới về nè, bản cao cấp nhất đời 2019. Spark này mới về cũng nhận cọc rồi. Em có Vios nè, có Mazda 3 mẫu mới luxury nè. Spark 3 này cũng mới về nè anh chị, chỉ có trăm mấy thôi. Đây Creta này cũng mới về nè, 2023. Mới chạy có 2400 cây số thôi, bản cao cấp nhất ha. Rush này cũng mới về nè anh chị. Rush 2021 màu đỏ. Bên kia thì mới về thêm Accent. Accent chỗ mấy anh em đang dọn xe anh chị. Về thêm để em zoom cho anh chị xem nha. Cerato nè, màu xám 2021 bản luxury. À, bản premium chứ, mấy 2.0. Rồi về thêm Mazda 3, rồi về thêm Vios. Đó, khá là nhiều xe đang về cho anh chị, như là một cặp Mazda 6 nữa, về thêm Elantra, Cerato, về thêm Crew. Quá nhiều xe về cho anh chị luôn. Anh chị nào đang có nhu cầu bán xe hoặc là biết người quen nào bán xe giới thiệu giúp em nha. Em đang cần mua thêm nhiều xe đó. Không giới hạn số lượng nha anh chị. Anh chị chỉ cần có xe đẹp, không lỗi và giá hợp lý thì em sẽ thu hết, không ngại đường xa nha. Và hôm nay em về thêm cho anh chị Veloz nè, em sẽ quay video chi tiết cho anh chị xem nha. Veloz bản top 2022, mang nước sơn màu đen, biển số 63 là Tiền Giang. Lăn bánh được 26.000 cây số nha anh chị, full lịch sự bảo dưỡng hãng, một chủ mới từ đầu. Xe bản top là bản cao cấp nhất á, có gói công nghệ an toàn của Toyota anh chị. Rất là hot luôn, một chiếc xe 7 chỗ êm ái, tiết kiệm và nhập khẩu nguyên chiếc. Xe này 2022 đăng ký là 2023 và nhập khẩu nha anh chị. Xe cuối 2023 thì là xe trong nước, xe nhập khẩu thì rất là nhiều anh chị chuộng ha. Chạy đường phố là 7.7L, chạy kết hợp là 6.3L và chạy đường trường nè, chỉ có 5.4L thôi anh chị. Tiết kiệm cực kỳ luôn. Hộp số CVT mượt mà lắm. Mâm nè, mâm đúc hợp kim nhôm ha, phay hai màu. Và đây là cụm thắng nè anh chị, không mới tin nè, vỏ nè. Đó, vỏ dày, vỏ này anh chị đi cũng phải là 30.000 nữa. Nước sơn màu đen nha chị. Màu đen thì đi mình kỹ để sạch như vậy nè thì đi nhìn rất là đẹp. Mà chỉ cần nó dơ phát thôi là nhìn là thấy liền. Màu đen là cũng là cái màu dơ nhất luôn á. Đây nó có dải đèn led vuốt từ bên này qua bên kia nè chị. Nhìn rất là sắc sảo ha. Phía sau là có cảm biến, có cam da đầy đủ hết. Đây vào nội thất cho anh chị xem. Xe này dán phim cách nhiệt rồi hết rồi anh chị. Đây nội thất hai tông màu. Rồi ghế da pha nỉ ha. Xe này nó vừa về bên em cũng chưa dọn nội thất gì kỹ. Đó, lúc giao thì chắc chắn nó sẽ sạch đẹp hơn. Đây chị nhìn nè. Hàng ghế thứ hai có thể ngã ngửa lên được luôn. Đó đi được dài anh chị có thể nằm ngủ được. Và có thể gập phẳng lên được luôn nha anh chị. Hàng ghế cuối cũng có thể gập phẳng lên được luôn. Đó, có thể mua cái nệm phao á, gập phẳng lại cho hai người có thể ngủ được phía sau luôn. Rất là thoải mái ha. Đây phía sau là có quạt gió nè anh chị. Ở dưới này là có cổng sạc nè, có cốc đựng ly nè. Đây nội thất nè anh chị. Đó, có màn hình, có kết nối với điện thoại thông minh, hai chế độ lái, có thêm camera hành trình nữa. Đây, để em lên hàng cái đầu cho anh chị xem nha. Xe này lúc giao thì chắc chắn nó sẽ sạch đẹp hơn nữa nha anh chị. Tại vì xe này mới về em sẽ cập nhật nhanh cho anh chị xem thôi. Nhưng mà chất xe cơ bản thì cũng rất là đẹp rồi anh chị. Nó sạch sẽ, tươm tắt. Xe này đi gia đình thôi. Cái này nó có dán rồi, em mới lột ra để vệ sinh mấy cái keo lại nha. Đây, điều đặc biệt nè anh chị, cảnh báo tiền va chạm. Cái này là trong phân khúc chỉ có Veloz mới có ha, những cái xe kia là không có nha anh chị. Gói này là rất là đắt tiền nè, của gói công nghệ an toàn của Toyota. Và có đèn thích ứng luôn. Đây, ghế nè, có cảnh báo tiền va chạm, rất là xịn sò. Hồi đó những cái tính năng này á, thì chỉ có trên xe tiền tẩy thôi. Mà bữa nay thì trên Veloz nó cũng được trang bị rồi anh chị. Xe tầm tiền lên quanh 600 là có rồi. Đây phanh tay điện tử nè, auto hold nè, sạc điện thoại không dây nè. Đây cần số nè, rất mới đúng không. Có xài smart key, màn hình này kết nối với điện thoại thông minh nè, có camera hành trình nè. Đó, kiến là có cảnh báo điểm mù luôn, cảnh báo phương tiện cắt ngang qua phía sau. Đó, có nhắc nhở di chuyển theo xe phía trước nữa. Đó, xịn sò anh chị. Đây ghế nè, mới tin nè. Nói chung hai mấy ngàn cây số thì mới đâu đai chứ mấy. Đây phim nhắc bảo dưỡng nè anh chị, đầy đủ hết. Có cân bằng điện tử luôn ha, giúp xe sẽ an toàn hơn. Đây, à cái mặt giấy trên kính nó còn nè anh chị, thấy không? Mới lắm. Xe này sơn zin còn rất là nhiều luôn ha. Đây anh chị nhìn nè, nước sơn bóng loáng. Đèn thì trang bị đèn led luôn. Đó, mặt ca lăng. Vừa rồi em về một xe màu đỏ, vừa về anh chị cũng lấy liền. Và một xe Avanza màu trắng, chạy 7.000 cây số. Mấy xe đó vừa về anh chị lấy hết rồi. Bởi vì cái dòng này hot lắm, 7 chỗ nhập khẩu mà giá rẻ mà còn tiết kiệm nữa. Rất là chuộng. Để mở khoang máy cho anh chị xem nha. Dạ đây mấy xe nè anh chị. Máy 1.5 đi kèm hộp số CVT. Chạy trong phố nó chỉ có 7.7L thôi anh chị, chưa được 10 lít nữa. Một chiếc xe 7 chỗ mà chạy trong phố chưa được 10 lít là cực kỳ tiết kiệm luôn. Chạy đường trường chưa tới 6 lít mà. Đây, 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm, êm ái.
nhập khẩu nguyên chiếc. Và chất lượng pháp lý thì công ty em sẽ cam kết rõ ràng cho anh chị ha, không đâm đụng, không thể kích, hồ sơ pháp lý đủ điều kiện sang tên. Đó, máy đang quay chị, em đang cho nổ máy lạnh ở trong luôn á. Đây, chỉ có 628 triệu thôi, anh chị có Veloz bản cao cấp, còn bảo hành hãng rất là dài luôn. Đó, anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nha. Số điện thoại là 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Alo cho em thì chắc chắn sẽ được hỗ trợ tốt nhất. Đăng kiểm đường bộ còn rất là dài ha. Đăng kiểm tới tháng 7 2025 lần. Đường bộ thì nó nợ bao nhiêu thì em sẽ đóng cho anh chị lại nha. Rồi, ok, anh chị nào quan tâm xe này mà còn hạn chế về mặt tài chính thì em sẽ hỗ trợ làm ngân hàng cho anh chị. Anh chị trả trước đâu đó khoảng 250 là có thể nhận xe rồi. Veloz còn bảo hành hãng rất là dài luôn nha anh chị. Rồi, cảm ơn chị xem video nha. Anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nhé. Cảm ơn chị, bye bye.